Hello mọi người, hôm nay Phúc sẽ hướng dẫn mọi người đứng nước một cách đúng nhất. Đó, sai thường mắc lỗi của mọi người là theo cái bản năng của mình ấy, mọi người sẽ quơ tay quơ chân lung tung và cái nhịp thở không ổn định và nó sẽ làm cơ thể mình chìm. Tắt đúng của đứng nước thì mọi người hai tay hai chân co vào đồng đều và đẩy ra cùng một lúc. Lòng bàn tay chúng ta sẽ ôm vào ngực và đẩy ra ngoài hết, chân thì mọi người đạp đến chân ép.